cái khoảng khắc đó là mấy vị bay chưởng vô đầu. Nhưng mà mình phải niệm, mình phải xin. Tại vì nghiệp của chúng ta không xin, mấy vị đâu có làm giùm cho mình được. Nhưng mà khi mà mấy vị kể nể kiệt á, mấy vị sẽ làm. Mình phải niệm đàng hoàng Nam Mô gì à, thường á, nếu mà đúng á, mình phải là niệm gì nghe. Nam Mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tức là trên trời có 36 ông trời lận, mình nói Nam Mô Ngọc Hoàng nữa biết có ông nào. Nhất Thiên Thiên có nghĩa là một ông trời tối cao nhất. Đó không? Mình xin cái gì á, mình phải xin cha trước. Thì cha mới ban lệnh cho mấy vị thần đứng đây, mấy vị thánh đứng đây trị bệnh tập thể. Cho nên dầu có 5.000 người, 10.000 người thì cũng xin trị bệnh được hết đó. Nhưng mà lâu nay á, là mình trị bệnh âm thầm. Tại vì mình lộ liễu quá, chúng chửi mày là ngốc mà sao mà trị bệnh được. Rồi mình trả lời làm sao? Khó lắm à, không phải dễ. Chúng sanh tâm tánh cương nghi lắm, không phải dễ mà cho họ hiểu. Rồi sao mình khấn mẹ Nam Mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu. Nghĩa là mình khấn hai cái đó. Tức là ngoài kia đó, tất cả những vị Bồ Tát, những vị Thánh Mẫu, có muôn trùng Thánh Mẫu, hàng nghìn Thánh Mẫu. Bây giờ ai cũng kêu mẹ là Phật Mẫu Duy Trì, nhưng mà Phật Mẫu Duy Trì có nhiều lắm. Mà địa mẫu là trái đất, nhưng mà kêu mà đúng tên mẹ mà mẹ hiểu liền đó, là cái đó. Trong tất cả các mẫu bên bên cõi nào cũng có mẫu hết. Mà mình muốn kêu mẹ mình là cái đó, để trên dạy việc từ nhỏ như vậy. Chứ giờ hồi xưa đâu có biết, cứ nói mẫu mẫu, thiếu gì mẫu. Dạ. Nó mổ tim rất chân rồi lại bị rung tay chân rồi mất trí nhớ nữa, mà nó đi làm hãng điện là 20 năm rồi, nó bị xe đụng cái là nó giờ nó nằm luôn, giờ mổ người bánh cạnh hết rồi, bây giờ không biết phải làm sao, bây giờ xin cho nó quy y. Đó là nhiêu tuổi rồi chị? Năm nay 68. Cả đời đó trong năm loại em nói kiến cận phải không? Dạ. Yeah. Nó kiến cận đời chứ. Phải mà đừng kiến cận á, em còn độ nổi. Bây giờ đến lúc này á, mà giàu cho có quay tâm, phải quay tâm cho thật. Chứ không phải đợi đến lúc mà mình bị như vậy rồi mình mới quay tâm. Mấy chị gì cũng ở trên cười thôi à. Nhưng mà cũng vẫn chấp, vẫn giống chứng phải không? Chứ còn mà ăn thua con người của mình xuống trái đất này, mình quên hết, mình xóa hết. Cũng giống như mình đi vô thi quốc tịch hay thi lên lớp, mình đâu có biết đề thi đâu, nhưng mà cái tự tánh mình hiếu học, mình làm hơn quốc thì mình sẽ thi đậu. Còn những cái loại mà kiến cận, những cái mà năm thứ mình thường nói đó, là họ quên, họ chấp, họ không bao giờ tin có trời, có Phật, có tâm linh, và đồng thời họ không bao giờ tin một người tuy là bề ngoài là mặc áo này nhưng bên trong không phải áo này. Hoàng bào áo vải che thân, nửa tăng nửa tục, nói năng lạ lùng. Hồi xưa ông Chặn Trình ổng đã nói rồi, nhưng mà con người á, nói nghe cho vui vậy thôi, chứ cũng không có hiểu nữa. Tại vì họ không cố tình để mà hiểu. Nếu mà họ hiểu á, thì trước khi cái ngày đụng là ngày nào á? Tuần ngày, nào vậy? Cách đây cũng 6 năm mấy rồi đó. Là mấy? Bị nằm luôn tới bây giờ. Lúc đó nó còn đi được. 6 năm mấy là núi Thiên Long Sơn có rồi, không chịu lên núi. Lên núi là đâu bị đúng không? Lên núi biết cha biết mẹ biết Phật thì làm gì bị. Tức là khi nghiệp á, mà nó đổ á, nó cũng y như là một cái tiệm nail mà đến khi mà bị Covid đóng cửa, mình không có tiền để mình trả tiền thuê mình vậy đó. Mình không có giữ trong saving đồng nào, thì y như người không biết Phật, không biết Pháp, không biết Tăng,
không biết Thượng Đế là ai. Đến lúc mà nghiệp nó đổ là cái rầm xong. Thôi cho đi thêm 3 dòng nữa. 3 dòng có nghĩa là trong từ lúc mới sanh ra cho tới lúc mà bị đụng, mà làm một đống nghiệp, ăn một đống đồ sống sát sanh đó, thì là đâu có cơ hội đâu mà làm mắt kiến cận. Lúc đó đó là đầu thai thành thú á, tại phải trả mạng lại cho tụi nó. Nên rất là quan trọng cái báo thân này, một ngày còn hơi thở còn sống được thì ráng gán mà quay đầu. Còn bây giờ chị xin cho em cái tên, rồi em lên núi em khấn. Tên của ổng á. Dạ. Để gửi tên vô trong cái, hay là đưa cho chúng vô cái số điện thoại trên mạng á. Dạ. Ừ. Em khấn được gì hay nó, mỗi lần mà xin cho mấy người này á là quý vị la dữ lắm, trên la. Tức là mỗi lần á bị trừ điểm á. Dạ. Tự vì nó không vợ không con, mà bây giờ thấy nó nằm một chỗ không có ăn uống gì được, chỉ có ăn cháo thôi à. Sao mấy tuổi mà không có vợ? À, từ hồi nào tới giờ không có vợ, cứ ở nhà anh đem đông quá rồi người này lấy vợ người kia lấy vợ, nó thì chỉ là thích đi ngao du thôi. À chắc ông này cũng sợ cưới vợ tốn tiền gì. Chắc vậy á. Chắc vậy thì đó là tánh gì không biết không? Ít kỹ á. Dạ. Người cho nên sợ cưới vợ tốn tiền có thể, nuôi có thể vợ là như vậy, có giới thiệu nhiều người nhưng mà rốt cuộc không lấy ai rồi ấy. Cái sợ vợ chặt tài sản làm đôi cho nên